Các bạn ngày hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đe dọa giáng đòn sấm sét vì Mỹ đã ký dự luật dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông. Vâng, trong thời gian vừa qua, các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất quan trọng, đó là việc ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật dân chủ và dân quyền Hồng Kông, thì phía Trung Quốc đã lập tức lên án mạnh mẽ hành động này của Tổng thống Mỹ cũng như của nước Mỹ về việc mà họ cho rằng can thiệp vào công việc nội bộ của họ và báo, chí quốc tế bắt đầu đăng tải về việc này rất nhiều và các bạn có thể tham khảo ở nhiều trang trong đó có những thông tin như sau. Trung Quốc, Mỹ sẽ lãnh hậu quả khôn lường vì vì luật ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh người biểu tình dương cờ hát quốc ca Mỹ trong cuộc tuần hành tại trung tâm Hồng Kông hôm 28 tháng 11 năm 2019. Trung Quốc hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 11, cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn đáp trả các đạo luật của Mỹ ủng hộ người biểu tình chống chính phủ Hồng Kông. Bắc Kinh nói rằng các âm mưu can thiệp vào thành phố do Trung Quốc cai trị tất phải thất bại. Và điều này Trung Quốc đã đe dọa rất nhiều và ngay cả trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh người dân Hồng Kông, sinh viên Hồng Kông đã biểu tình dữ dội và ngay cả những trường đại học những người sinh viên đó đã cũng biểu tình. Và Trung Quốc đã đưa ra động thái dường như đe dọa bằng cách đưa quân đội Trung Quốc đang đóng tại Hồng Kông ra làm công tác dọn dẹp và điều này uh, dường như gây thêm những cái bất an rất lớn cho người dân Hồng Kông và thế giới vì việc Trung Quốc có thể sẽ sẵn sàng dùng quân đội để đàn áp người dân. Và luật ủng hộ cho Hồng Kông đã được Tổng thống Mỹ ký hôm 27 tháng 11 và thông qua. Đây là hình ảnh thông cáo báo chí nội dung luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 27 tháng 11 năm 2019 và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là hình ảnh à, tại thông cáo của nhà trắng và trong đó ghi bằng tiếng Anh rất rõ về những điều mà điều luật này quy định. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ tư đã ký thành luật à, hai dự luật được quốc hội thông qua ủng hộ người biểu tình Hồng Kông, bất chấp Bắc Kinh phản đối một cách hết sức phẫn nộ. Và nội dung điều luật này cũng như tuyên bố này đã được nhà trắng thông báo như sau. Tuyên bố của Tổng thống chính sách đối ngoại ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2019. Hôm nay tôi đã ký thành luật S1838, Đạo luật nhân quyền và dân chủ của Hồng Kông năm 2019. Đạo luật khẳng định và sửa đổi Đạo luật chính sách Hoa Kỳ và Hồng Kông vào năm 1992, quy định chính sách của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông và chỉ đạo đánh giá về sự phát triển chính trị ở Hồng Kông. Một số điều khoản của đạo luật sẽ can thiệp vào việc thực thi thẩm quyền lập hiến của tổng thống để nêu lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chính quyền của tôi sẽ đối xử với từng điều khoản của đạo luật một cách nhất quán với các cơ quan lập hiến của tổng thống và các mối quan hệ đối ngoại. Ký tên, Donald Trump. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ và những thông tập báo này cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đường link để các bạn có thể tự tra cứu ngay sau video trực tiếp này được phát và điều luật này cho phép chính phủ Mỹ trừng phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức tham gia và tiếp tay cho vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và ngay cả ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những cộng sự của ông nếu vi phạm điều này thì cũng sẽ bị Mỹ trừng phạt một cách đúng luật. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình uh, tức tối vì điều luật này đã được Tổng thống uh, Mỹ Donald Trump ký duyệt thông qua. Trong khi có đó nhiều người biểu tình Hồng Kông đã phấn khởi đón nhận tin này bằng việc tuần hành tạ ơn với hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi tham gia. Một số người dương cao cờ Mỹ tại trung tâm của thành phố. Đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá hàng năm mức độ tự chủ của Hồng Kông để làm cơ sở điều chỉnh các chính sách ưu đãi thương mại đặc biệt của Mỹ dành cho Hồng Kông. Luật cũng sẽ trừng phạt các cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền liên quan đến Hồng Kông và việc trừng phạt này cũng được ghi rất rõ đó là những quan chức khi vi phạm nhân quyền tại hồng kông họ sẽ bị từ chối visa nhập cảnh vào mỹ và tài sản của họ sẽ bị đóng băng uh, nếu có ở mỹ và rất nhiều những cái điều khoản khác kèm theo mà quan chức uh, trung quốc hiện nay đang rất tức tối và bộ ngoại giao trung quốc đã lập tức triệu đại sứ mỹ tại bắc kinh lên để truy xét và phản đối và đây là lần thứ hai trong tuần này uh, phía trung quốc đã triệu tập đại sứ mỹ ở bắc kinh đây là hình ảnh Thứ trưởng Ngoại giao Lê Cheng của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường nếu cứ tiếp tục hành động tùy tiện và can thiệp vào Hồng Kông. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Yung Cheng của Trung Quốc hôm thứ Năm đã triệu tập đại sứ Terry Branstad của Mỹ lần thứ hai trong tuần này để phản đối và yêu cầu Washington phải ngay lập tức chấm dứt can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nhưng mà điều này rất khó, bởi vì các bạn cũng đã biết khi cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua và sau đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào hôm 27 tháng 11 thì đương nhiên điều này đã thành luật của Mỹ và không thể rút lại. Và Trung Quốc dù có tức tối, dù có gây sức ép thì những điều luật này vẫn được thực thi một cách đầy đủ. Và một số quan chức tại Hồng Kông thân Trung Quốc thì cũng đã lên tiếng phản đối điều luật này. Đây là hình ảnh ông Liu Yongjin, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia của hội nghị tham vấn chính trị nhân dân Trung Quốc đã phát biểu ngay sau khi tổng thống Mỹ ký luật về Hồng Kông. Ông nói, ông đã nói về nguồn gốc Trung Quốc của mình và nêu quan điểm như sau: Tôi không nghĩ là các nghị sĩ đã bỏ phiếu cho hành động này đã được thông báo đầy đủ hoặc thông tin chính xác. Như vậy là ông đã đặt nghi vấn về việc các nghị sĩ của Mỹ chưa chắc đã có những thông tin chính xác, chính vì vậy họ đã bỏ phiếu thông qua điều luật này. Nhưng điều đó gần như khó rất khó bởi vì khi truyền thông quốc tế và thế giới đã liên tục đăng tải, và ngay cả những lãnh tụ sinh viên bị biểu tình tại Hồng Kông cũng đã đến Mỹ để tương trình trước uh, Quốc hội Mỹ, thì điều đó sẽ làm cho các nghị sĩ ở đây hiểu rất rõ tình hình về Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông cũng được Bắc Kinh hậu thuẫn tuyên bố đạo luật của Mỹ gửi một chính sách sai lầm đến những người biểu tình và can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Một số chính trị gia Hồng Kông đã, đã bóng gió chỉ trích khi nói rằng sự can thiệp không cần thiết và không chính đáng của nước ngoài đang đổ thêm dầu vào lửa. Trước đó, văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hồng Kông đã ra một tuyên bố cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa, đừng đi sai đường, nếu không muốn lãnh mọi hậu quả xấu. Và đây là đe dọa rất rõ ràng. Văn phòng của các của các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao cũng cáo buộc Mỹ đã áp đặt tiêu chuẩn kép với tình hình Hồng Kông, cho rằng các nghị sĩ Mỹ đang tô vẽ cho các thành hành động khủng bố của người biểu tình. Thì đây là những cái thông tin mà những cái nhà người làm chính sách và quản lý ở đây ở Hồng Kông uh, gần gũi với Trung Quốc đưa ra. Và Trung Quốc tiếp tục đe dọa sẽ ra đòn sấm xét để trừng trị Mỹ vì dám thông qua luật ủng hộ dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh cảnh sát Hồng Kông đã khống chế một người biểu tình trong thời gian qua khi họ tham gia vào những cuộc tuần hành phản đối uh, dự luật dẫn độ cũng như uh, sự mất dân chủ và tự do tại Hồng Kông dưới cái sự áp đặt của Trung Quốc. Trong tuyên bố được phát đi vào sáng 28 tháng 11, Trung Quốc cảnh báo Mỹ như sau: Bản chất của việc này là vô cùng ghê tởm và chứa đầy những ý định tính toán nham hiểm. Bộ ngoại giao Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ. Thì khi họ đã nói những cái điều như vậy thì rõ ràng rằng rất nặng nề và không còn gì để có thể uh, đàm phán được. Giới quan sát không bất ngờ trước phản ứng của Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh đã liên, liên tục đe dọa sẽ có các biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Hai đạo luật này rõ ràng đang can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông. Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc vì hành động của Mỹ. Một quan chức cấp cao của Hồng Kông đã nhấn mạnh sau đó. Việc làm của Mỹ đang gửi tới một tín hiệu sai lầm đến những người biểu tình cực đoan ở Hồng Kông. Vị này tiếp tục chỉ trích và để gần lại các bạn thấy rất rõ là hình ảnh của những người biểu tình ở Hồng Kông đang bị uh, hai cảnh sát. Uh, áp chế và nằm dưới gầm uh, nằm dưới nền nhà. Và trước đó tổng thống Mỹ Donald Trump thì lại luôn gọi uh, chủ tịch Trung Quốc là người bạn của tôi. Nhưng lập tức sau đó ít hôm thì ông lại ký luôn thông qua về luật dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông đã gây ra Trung Quốc một bất ngờ lớn bởi vì cũng trong lúc này giữa Trung Quốc và Mỹ đang có biện pháp thảo luận và thỏa thuận một cái hiệp định thương mại để có tránh uh, những cái cuộc chiến thương mại sẽ tiếp diễn nhưng dường như điều đó ngày càng trở nên xa vời. Luật ủng hộ những người biểu tình Hồng Kông này cũng cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông có hành vi vi phạm nhân quyền thì như vậy không phải chỉ Trung Quốc mà ngay tại Hồng Kông các quan chức này nếu vi phạm nhân quyền thì cũng sẽ bị Mỹ áp đặt. Bên cạnh đó, theo truyền thông quốc tế, ngày 28 tháng 11, ông Trump đã ký thông qua một đạo luật thứ hai cấm xuất khẩu vũ khí kiểm soát đám đông cho chính quyền Hồng Kông nhằm hỗ trợ người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Vâng, những cái dự luật này thì rõ ràng là cái nó đã cấm bán những cái loại vũ khí sát thương hoặc là những cái loại vũ khí để chấn áp biểu tình cho Hồng Kông. Ông nói: Tôi đã ký những luật này với sự tôn trọng dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình Trung Quốc và người dân Hồng Kông. Các luật này được ban hành với hy vọng các lãnh đạo và đại diện Trung Quốc và Hồng Kông sẽ có thể giải quyết những khác biệt của họ một cách thiện trí vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả mọi người. Tổng thống Trump đã tuyên bố như vậy khi ký kết. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ, ông là người khá cương quyết và cũng có những cái biện pháp để đàm phán hết sức là đặc biệt. Và ngay lập tức là thủ tĩnh sinh viên của Hồng Kông Hoàng Chi Phong đã lên tiếng chào mừng về việc Hồng Kông đã được hưởng điều luật này. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua luật về Hồng Kông, nhà hoạt động Hoàng Chí Phong đã chia sẻ niềm vui trên trang tweet cá nhân với nội dung như sau. Tôi cảm ơn Tổng thống Mỹ đã ký luật về Hồng Kông. Đây là một điều tốt đẹp đã được tạo ra từ những cuộc biểu tình diễn ra suốt 6 tháng qua. Thành quả này sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có sự kiên trì và hy sinh của người dân Hồng Kông. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ ở cái trang tweet và các bạn có thể xem ngay đường link sau đây. Và việc cả Hạ và Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua rất nhanh dự luật dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông, để sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký và đưa thành luật chính thức từ hôm 27 tháng 11. Thì đây là một chỉ dấu cho thấy nước Mỹ nói chung và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói riêng đang rất quyết tâm tiêu diệt nốt tàn dư cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội còn đang tồn tại động trên thế giới. Việt Nam là một trong những tụ điểm cuối cùng tại châu Á cũng sẽ phải chấp nhận một thực tế là đã đến một thời điểm cần thiết để bước vào một lộ trình chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do, đưa trên 90 triệu người dân nước này thoát ra khỏi sự đau khổ đã diễn ra ở nơi đây trong hơn 70 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nên nhìn nhận lại một mình và cách sức thực tế và trao trả lại quyền quản trị đất nước cho người dân để trở về với dân tộc rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận video này cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo .d để luôn nhận được thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Bài Linh.